Mời quý vị theo dõi bản tin cập nhật lúc 17 giờ với các tin tức thời sự trong tỉnh Đồng Nai trên kênh truyền hình Thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị, sáng nay Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Định Quán đã đến viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng Định Quán, 17 tháng 3 năm 1975, 17 tháng 3 năm 2024. Tràng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn anh hùng liệt sĩ. Đoàn đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, các mẹ Việt Nam anh hùng đã ngã xuống cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Cách đây 49 năm, vào lúc 5 giờ 30 phút ngày 17 tháng 3 năm 1975, lực lượng vũ trang tỉnh Tân Phú phối hợp cánh quân Trung đoàn 14, Sư đoàn 7 tiến công chi khu Định Quán. Bằng khí thế thần tốc táo bạo, quân ta nhanh chóng tiêu diệt chi khu quân sự Định Quán, huyện Định Quán được giải phóng. Làm tiền đề cho quân ta giải phóng hoàn toàn tỉnh Tân Phú, làm chủ quốc lộ 20, tạo bàn đạp gọng kìm cho quân đoàn 4 tiến thẳng về phía đông, phá tan phòng tuyến Xuân Lộc, mở cửa cho quân ta tiến về giải phóng Sài Gòn, kết thúc bằng thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Ban chỉ đạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới huyện Vĩnh Cửu vừa tổ chức hội nghị để nghe báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí nhằm xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024. Tại hội nghị, các địa phương đã báo cáo những kết quả đạt được và một số khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Theo báo cáo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã Tân An, Thạnh Phú, Thiện Tân, việc chênh lệch về số liệu dân cư của các xã giữa các cơ quan điều tra và thống kê về dữ liệu dân cư quốc gia rất lớn. Các địa phương kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo ngành công an, chi cục thống kê thống nhất số liệu để các địa phương hoàn thành các hồ sơ minh chứng. Bên cạnh đó, các địa phương cũng cho biết hiện nay các xã cũng đang tập trung giải quyết một số các tiêu chí đang gặp khó khăn như giáo dục, môi trường, nông nghiệp, cung cấp nước sạch, an ninh trật tự, thiết chế văn hóa, phục vụ người dân. Qua rà soát đối với chỉ tiêu về nông thôn mới nâng cao, theo quyết định số 320 của Thủ tướng Chính phủ, huyện đã thực hiện đạt 30 trên 36 chỉ tiêu đạt, còn 6 chỉ tiêu đang hoàn thiện để tiếp tục đánh giá. Huyện phấn đấu về đích huyện nông thôn mới nâng cao vào quý 3 năm 2024. Trên lĩnh vực du lịch, bà Lê Thị Ngọc Loan, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai cho biết, để khai thác, phát huy những giá trị tiềm năng du lịch xứng tầm, Đồng Nai đang tập trung triển khai nhiều dự án du lịch lớn như khu phức hợp du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng tại khu vực núi Chứa Chan với quy mô khoảng 1,6 nghìn hecta với vốn đầu tư dự kiến 10.000 tỷ đồng, dự án du lịch sinh thái Thác Mai Bầu Nước Sôi với vốn đầu tư gần 3.000 tỷ đồng, dự án tuyến du lịch sông Đồng Nai vốn đầu tư khoảng 1,5 nghìn tỷ đồng. Góp phần tạo diện mạo mới cho du lịch Đồng Nai trong thời gian tới. Đồng Nai hiện có 23 khu điểm du lịch, 134 cơ sở lưu trú với sức chứa khoảng 8.000 du khách. Đặc biệt hiện tỉnh cũng sở hữu 3 bảo vật quốc gia gồm bộ sưu tập đàn đá Bình Đa, tượng thần Vishnu Bình Hòa và bộ sưu tập qua đồng Long Giao. Câu lạc bộ nhiếp ảnh huyện Thống Nhất vừa tổ chức buổi họp mặt nhân kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống ngành nhiếp ảnh Việt Nam. 15 tháng 3, 1953, 15 tháng 3, 2024 và trao giải cuộc thi sáng tác ảnh Thống Nhất mùa xuân về. Trải qua chặng đường 71 năm xây dựng và phát triển, nhiếp ảnh Việt Nam đã và đang là một trong những công cụ tuyên truyền đắc lực, đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước. Câu lạc bộ nhiếp ảnh huyện Thống Nhất thành lập từ tháng 11, 2023 với sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng, đam mê nghệ thuật của các thành viên. Đến nay, câu lạc bộ nhiếp ảnh huyện Thống Nhất từng bước khẳng định vị thế trong Hiệp hội Nhiếp ảnh Đồng Nai. Các thành viên câu lạc bộ đã quảng bá hình ảnh quê hương con người huyện Thống Nhất cho công chúng trong và ngoài tỉnh, đóng góp vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân dân. Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất đã trao giải cuộc thi sáng tác ảnh Thống Nhất mùa xuân cho 16 tác giả đoạt giải. Hội khuyến học huyện Trảng Bom chiều qua đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Theo đó, năm 2023, hội đã phát triển thêm 5.700 hội viên, nâng tổng số hiện có lên trên 36.000 hội viên, thuộc hơn 1.400 tổ khuyến học của 17 xã thị trấn. Hội khuyến học các cấp cũng đã vận động xây dựng quỹ khuyến học khuyến tài được trên 36,6 tỷ đồng, đạt gần 100.000 đồng một người. Thông qua nguồn quỹ đã vận động, hội các cấp đã tuyên dương khen thưởng cho học bổng tặng quà cho học sinh nghèo với tổng số tiền trên 36,5 tỷ đồng. Cũng trong năm qua, hội đã vận động các cá nhân tổ chức nuôi được trên 10.000 con heo đất, khui được trên 2,8 tỷ đồng, tặng hơn 860 triệu đồng so với năm trước. Dịp này, 47 tập thể và 62 cá nhân đã được Trung ương hội, tỉnh hội, huyện hội và Ủy ban nhân dân huyện khen thưởng vì đã có thành tích trong phong trào khuyến học khuyến tài năm 2023. Quý khán giả vừa theo dõi bản tin cập nhật 17 giờ trên kênh truyền hình Thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Xin kính chào tạm biệt.